Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Chiều nay thì Nhi ở nhà. Đây là mấy cái trái bơ mà Nhi hái ở trên rẫy này cả nhà. Trái mấy trái bơ tròn. Bơ tròn này là bơ bút đó cả nhà. Nó mình chưa có ăn nhưng mà bữa trước là cái đợt trước đó, hai đợt trước Nhi có hái được mấy trái mà Nhi cho dì gì cũng Nhi ăn. Mà dì Nhi nói là hồi trước giờ dì không thích ăn bơ mà sao dì ăn mấy trái bơ của con xong bây giờ dì nghiền bơ luôn. Là dì nói là trái bơ này ăn ngon hơn mấy trái bơ kia nữa. Cho nên là đợt này á, mình hái được nè một ít bơ bút với lại một ít bơ tròn. Bơ này thì Nhi chưa ăn thử nên chưa biết chất lượng như thế nào. Để hôm nào chín Nhi ăn thử xem. Còn bơ bút này á, là dì cũng Nhi đã ăn thử rồi và khen ngon rất là nhiều. Đợt này thì mình hái về cũng được vài ký. Mà mấy cái đợt trước ở nhà Nhi đã cắt về đem về nhà ăn cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là đợt này là Nhi sẽ chia sẻ bán lại cho mấy cô chú anh chị nha. Nếu mà cô chú anh chị nào mình ở Ninh Thuận thì liên hệ Nhi mua bơ bút 40.000 một ký nha cả nhà. Bơ hữu cơ không thuốc gì hết. Nói chung là rất là đảm bảo cho sức khỏe luôn. Đây, trái nào trái nấy rất là chất lượng luôn nha. Cái này nó chưa chín, nó vẫn còn xanh. Nhi sẽ để xếp vô trong rổ. Còn cái loại bơ mà đợt trước mà Nhi hay ăn á, Nhi hay quay ở những clip trước á, là cái bơ đó là đã ăn hết rồi cả nhà. Đợt đó cái bơ đó không có bán, còn cái bơ này á, thì mình bán nha. Mấy trái mà muốn đầy cái rổ luôn rồi nè. Cái này là bị chuột ăn cho nên là cái này Nhi sẽ không bán gì để ở nhà. Đợt này Nhi có hái thêm mấy trái bơ đực này cả nhà để mình ăn thử như thế nào. Nghe nói rằng mấy trái bơ đực này ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà giờ nó chưa chín, để hôm nào nó chín Nhi ăn thử. Rồi Nhi quay clip lại cho cả nhà xem cái đánh giá về cái bơ đực như thế nào nha. Hái được rất là nhiều bơ đực luôn. Ở trên cây cũng còn nhiều lắm nhưng mà mình không có biết là ăn như thế nào nên là Nhi cũng không dám hái nhiều. Chắc cũng được 1, 2, 3, 4, khoảng 4 ký bơ bút. Với lại bơ này thì Nhi không biết là bán giá bao nhiêu tại vì mình chưa biết, chưa có ăn cho nên là chưa biết chất lượng như thế nào. Nó cũng không có giống như trái bơ đợt trước mà Nhi ăn. Nên là mình cũng không có dám bán. Bơ này Nhi phải ăn Nhi mới dám bán lận. Nhưng mà hiện tại là Nhi sẽ bán bơ tròn này là 40.000 một ký nha. Đây mấy trái bơ được. Nhìn y như là mấy cái trái dưa leo ha cả nhà. À có sầu riêng nữa cả nhà. Vừa rồi là tụi mình có cắt lần thứ hai sầu riêng. Lần thứ nhất là cắt bán cho Minh được mấy chục ký rồi. Lần thứ hai đang để ngoài kia cũng đang chín mùi á, toàn là những trái sầu riêng mà chín rụng ở trên cây thôi, đem hái đem về. Sầu riêng thì tụi mình bán 100.000 một ký. Cô chú anh chị nào ở Ninh Thuận muốn ăn thử sầu riêng nhà mình á, sầu riêng hữu cơ, sầu riêng Thái nha, bao ăn luôn, là có nghĩa là xẻ ra khui ra mà ăn ngon thì lấy tiền, còn không ngon thì không lấy tiền, hoặc là đổi trái khác, lựa trái khác. Ở ngoài thị trường thì ngoài chợ thì người ta bán 70.000 một ký nhưng mà bơ của mình là bơ hữu cơ cả nhà nên là cái chi phí mà để trồng được một những cái trái cây hữu cơ nó đắt hơn những trái cây thông thường mình xịt thuốc hóa học bình thường cho nên là giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút nhưng mà đảm bảo về sức khỏe về lâu về dài cho chúng ta. Bu bây giờ cả nhà bu con bu nó Nhi tắm cho nó xong rồi Nhi tỉa lông, những cái cọng lông rốt của nó Nhi tỉa. Nhưng mà nó cứ mỗi lần mà Nhi tỉa lông cho ông Bu nó cứ nằm nó ngủ ở cả nhà. Nó nằm nghiêng qua một bên này này. Là mình cứ làm được một bên, còn một bên kia Nhi không làm được. Cho nên lúc nào cũng mỗi lần tỉa lông cho nó xong cảm thấy là cái người nó còn xấu hơn lúc mà chưa tỉa nữa. Nó so le. À quên, đâu ở trong này vẫn ở trong này cũng là một ba lô bơ, cũng là bơ có bơ bút nữa. Đây trái của nó là cả nhà, khủng khiếp ha. Ăn một trái này là phải là gọi là hai người ăn mới hết á.
rất là chất lượng luôn. Dì cũng như nói là hồi giờ dì không thích ăn bơ, mà dì ăn bơ nhà con thì dì ăn được. Để mình lấy thêm cái rổ nữa mình đựng, đựng ra cho nó chín. Nó già hết rồi mình cắt. À, thông báo với cả nhà một tin rất là vui luôn, là 10 đứa con của ông Cọp là mở mắt hết rồi. Để lát nữa Như ra Như quay mấy đứa con của ông Cọp cho cả nhà xem nha. Giờ mình bỏ trong đây. Cô chú anh chị nào muốn ăn bơ, mua bơ ủng hộ thì nhắn tin với Nhi nha. Cái Facebook của Nhi với là Hạch, liên hệ với Facebook hoặc là Zalo, số điện thoại của Nhi là 0346090899. Đây sầu riêng ở nhà mình này, cái này chín rồi nè, lát nữa mình bổ ra mình ăn luôn. Mình xảy ra mình ăn. Nhi mới cho con Cọp ăn nè, cái nó có xuất nó ra cho con bú nè cả nhà. 10 đứa trong đây vẫn có những đứa rất là ú luôn nha. Con như con này nè, rất là ú nâu luôn nha. Còn có những đứa nó kiểu nó không giành được sữa, nó ốm lắm. Con này nè, con này nó bị hơi còi một chút. Là mấy em này là đã mở mắt ra hết rồi nè cả nhà. Rồi hôm qua Nhi đã nấu cháo cho tụi nó ăn được rồi. Tụi nó ăn cháo được rồi nha. Liếm. Liếm rồi cả nhà. Con Cọp này nó háo cơm đó, con đó. Mình cầm con nó đi là nó đi theo rồi cả nhà. Bây giờ thì để cho nó nằm cho nó con bú. Không phải sữa đâu, qua bên đây, sữa trong này. Cho con bú nha. Mấy đứa con nó 10 đứa là mở mắt hết rồi nè cả nhà. Mà nó đi chưa vững, nó lăn, nó té lên, té xuống không à. Cho con bú nhưng mà vẫn trong tư thế sẵn sàng giữ nhà, giữ cửa. Con này nè, nó hơi đẹp nè. Dành nhau bú cả nhà. Mở mắt ra hết rồi cưng ha. Dành nhau nó dành nấm chú mẹ nó bú. Tính ra Cọp nuôi con giỏi ghê, khéo ghê Cọp à. Bà này bà bú sữa nhiều nè, chắc dữ lắm nè, cũng đanh đá lắm nè, đanh đá mới giành được vú mẹ để mà mẹ út nút luôn nè cả nhà. Còn có mấy con này nè, con này là hơi đẹp một chút xương không à. Cho vô bú với con, cho em bú ấy, nhường cho em bú ấy. Con nào bự rồi đi ra. À, giờ cũng là 5 giờ mấy rồi nên là giờ Nhi cũng chuẩn bị cơm tối luôn. À, dự định là lát nữa Nhi có Nhi mới nhận được 2 đơn hàng, lát nữa Nhi sẽ tranh thủ Nhi khui đơn 2 đơn hàng đó và quay cho cả nhà xem, nên là Nhi tranh thủ nấu sớm. À, tối nay thì Nhi sẽ làm món cà chua nhồi thịt, sốt cà chua nhồi thịt, đúng rồi. À, với lại canh bí đao. À, thì là thịt nạc, thịt heo xay nè. Nhi mua trong Bách Hóa Xanh. Rồi nấm mèo Nhi đã ngâm cho nó nở hết rồi. Giờ Nhi sẽ cắt nấm mèo trộn chung với lại thịt heo nha. Thank you.
đây đồ ăn tối thì đã chuẩn bị xong, cà chua, cà chua nhồi thịt sốt. Còn cái này là canh bí đao với lại thịt bằm. Giờ thì Nhi sẽ vô khui hai cái món hàng mà lúc nãy Khá đem ra cho Nhi nha. Đây là hai cái món hàng mà lúc nãy Khá shipper đem ra cho Nhi, mà lúc nãy Nhi khui á thì Nhi quên bấm máy quay. Cái này là Nhi đã khui rồi, nhưng mà bây giờ Nhi quay lại cho cả nhà xem đây là hai món hàng gì nha. Bình thường là lúc nào Nhi đặt hàng hay là anh Thép đặt hàng gì á thì cũng đều lấy địa chỉ của nhà Khá hết, để mà nhờ Khá nhận giùm xong rồi đem ra. Tại vì chỗ nhà anh Thép á là ở khu rẫy, bên ship bơ giao hàng á, họ không có giao ở khu ngoài này, họ chỉ giao ở khu dân cư thôi. Nên là bình thường tất cả đơn hàng đều là bạn Khá nhận giùm. Rất là cảm ơn bạn Khá nhiều nha. Chiều nay Khá đem ra, đây là một cái hộp, trong đây có nguyên một bộ đồ nghề cho cả nhà. Không biết là mình có làm nên trò trống gì không mà Nhi đã đặt nguyên một bộ luôn. Bộ này là 150. Nó có một cái hộp để đổ mực, một cái lọ mực, 4 cây bút và một cái đồ để gác bút á cả nhà. Không đến khu đến đây thì chắc là các cô chú anh chị cũng đoán là Nhi đi muốn làm gì rồi phải không ạ? Cái này là Nhi đang cố để mà tập viết một cái chữ thư pháp. Là lúc trước là Nhi có từng hứa với mẹ chồng Nhi á, là sẽ tặng cho mẹ chồng Nhi một bức tranh thư pháp chữ kệ, và mình chưa có thời gian để làm điều đó. Đến bây giờ thì Nhi cố gắng, Nhi mua cái này về để luyện tập. Nhi có mua thêm cái này nữa, mấy cái bức tranh này người ta in sẵn, khi nào mà mình tập thành công ok rồi đó, Nhi sẽ viết lên đây và treo lên. Nó có cái cây treo sẵn này cả nhà, rất là tiện luôn ha. Viết xong mình treo lên, hy vọng rằng là Nhi sẽ có thể viết được một cái chữ cho nó đẹp để cho mẹ Nhi treo lên. Với lại Nhi luyện tập luôn, một đây cũng gọi là một cái môn học mới cả nhà. Cuốn lại, vận chuyển cái da người ta cuốn lại nó bị cong á, bây giờ mình ép lại. Nó có mấy cái này nè để mình gắn lên cái đầu để mình treo lên. Bây giờ thì Nhi sẽ lấy giấy ra để mình luyện tập những nét cơ bản. Bây giờ Nhi sẽ lấy giấy ra, Nhi làm thử nha. Mình phải lên trên YouTube á để mình xem những cái video hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Qua giờ Nhi luyện tập viết á, thì nó vẫn chưa có thành công cả nhà. Mình viết nó không ra cái chữ gì hết trơn á. Nhi tìm hiểu rồi tập viết mấy cái nét này nè, mình tập rất là nhiều luôn, nhưng mà cảm thấy là nó không có dễ á cả nhà. Nó hơi khó. Chủ yếu là Nhi chỉ muốn viết trước là chữ kệ để tặng cho mẹ chồng Nhi thôi. Nhưng mà mình viết trên nó đẹp để mình treo lên bức tranh á, ai vô cũng nhìn thấy, mà mình viết chữ xấu quá thì nó cũng kỳ á cả nhà. Mình tập viết nhưng mà nó không có được giống như những cái video hướng dẫn đâu. Nhi nghĩ là phải luyện tập một thời gian dài thì Nhi mới có thể dám viết cái chữ của mình lên cái bức tranh đó. Chứ còn cỡ này mà làm sao mà dám viết được. Hôm qua Nhi tập mấy tờ lận. Tạm thời là bây giờ Nhi chỉ tập nét sổ đứng với lại sổ ngang, gọi là nét liễu hả? Nét liễu rồi nét gì đó, Nhi quên rồi. Thầy chia sẻ trên YouTube. Chắc là cái này là mình phải cần một thời gian dài để mình luyện tập.
Khi nào mà Nhi làm thành công thì Nhi sẽ đem qua cho mẹ chồng xem nha. Còn trước mắt là bây giờ là con chữ kệ của mình này, nó không có ra một cái gọi là chữ thư pháp đẹp đó, để mình treo á, nó cũng bình thường rồi cả nhà. Giờ mình sẽ cố gắng luyện tập tiếp. Hôm nay là có một cái cô ở trong ở tỉnh Ninh Thuận mình luôn, ở trên Thuận Nam hả cô, là tới mua ủng hộ sầu riêng nhà mình đó cả nhà. Vậy là ngoài mình là người đầu tiên mà mình cắt hái thì cô là người thứ hai mua luôn á. Nãy giờ Nhi lựa cho cô được ba trái, ba trái này là chín giờ ăn liền được luôn. Cái này là sầu riêng Thái nha cô, là cái muối nó không có vàng vàng nghệ hay là vàng hột gà đâu, nó muối cũng hơi trắng trắng thôi. Cái này 3 kg nè, trái nhỏ như này 3 kg nha cả nhà, cái muối rất là to luôn, trái này đều nè, trái này 2,6 kg. Lâu lắm rồi mới bán lại sầu riêng á. Cái này 2,8 kg. Cái này 2,8 kg. Cái này ủa con mua cho một mình hay là mua giùm? Mua trái cho dân người ta, còn 2 trái ở nhà. Vậy trái nó trái 3 kg là của cô hả? Hai cái trái này của con bán bánh mì. Rồi. Còn 2 trái này của chị hả? Cái này 2,6 kg với 2,8 kg là 5,4 kg. 5,4 kg, còn trái này là 3 kg này. Hồi nãy có lúc mà lựa mình có phát hiện một trái này nó chín nứt từ hôm bữa giờ rồi. Sầu riêng này là tụi mình không có biết bữa trước là cắt cho Minh, nhưng mà cắt lần đó là những trái đó nó chưa có đủ tuổi cho lắm á cả nhà. Cho nên là lần này tụi mình rút kinh nghiệm là mình để cho nó chín cây luôn, rồi mình đem xuống mình không dám cắt nữa. Mình không biết canh á. Sầu riêng trồng hữu cơ thì cái nó chín lâu hơn là sầu riêng mình sử dụng thuốc. Để em như tắt cái này cho cô ăn thử cô biết. Hôm qua có một trái nữa nó cũng chín xong rồi nó rất nứt ra mà chỉ mới nứt hé hé à. Cái anh thép đem vô bỏ tủ lạnh rồi. Bỏ tủ lạnh nó thơm nứt nữa luôn. Dạ. Yeah. Mình không có đem cái đồ cậy về nữa chứ. Ôi cái muối này bị kiến vô rồi, uổng ghê á. Nè cả nhà, cái muối nó uống nu mà cái màu nó không có vàng, cái màu nó chỉ vậy thôi. Đây là sầu riêng Thái, là đặc trưng của nó là như vậy. Hồi xưa Nhi bán sầu riêng cho chỗ cửa hàng anh Hương Dừa là một ngày bán mấy tấn cả nhà, mà không có đủ hàng để bán luôn á. Ở Sài Gòn người ta chuộng sầu riêng ha, hay là người ta mua ủng hộ gì đó. Đây. Đó. Ờ, đã không? Cái hộp nó nhỏ xíu này cô ăn thử đi. Cho cô. Thôi ăn đi, ăn đi. Dù con khui ra mà. Cái này nó chưa có nứt. Cái muối nứt là kiến nó vô mình bỏ. Cô ăn thử đi. Ăn thử để biết mấy cái trái mình mua về nó như thế nào. Trái này bị kiến vô uổng rồi. Ngọt quá tay luôn. Ngọt quá tay luôn hả? Nhưng mà cái ngọt nó không có ngọt gắt, nó ngọt thanh thanh đầm đầm cái cổ họng mình ha. Ăn cái này là yên tâm, không có thuốc thang gì hết á. Có bơ nữa, như định lấy cho cô nhưng mà bơ nó chưa chín. Không biết là lấy chừng nào nó chín, tại vì cái bơ đó mình chưa ăn thử. Nó thơm hơn là ở ngoài chợ bán. Dạ. Ở ngoài chợ bán nó có cái mùi sao á. Cái sầu riêng mình hữu cơ nó lâu chín đó cả nhà. Mà cái mùi của nó mình ăn xong nha, là cái mùi sầu riêng nó vẫn thoang thoảng cái lỗ mũi của mình. Nó vẫn còn thơm ngay lỗ mũi mình á. Đây, tắt ra. Đó. Cái trái này mai ăn được cô. Coi cái muối này cả nhà. Chứ đó chắc phải 2 ngày nữa cô. Cái muối nó đã không? Cô coi cái muối này. Đã rồi không? Ừ. Con coi thôi. Phải có cái dao á, cái dao. To quá thì hai mẹ con ăn hết. Nhưng vậy đó, ngày ăn trái được. Ngày ăn trái hả? Trái này chắc 2 ngày nữa. Ừ, 2 ngày nữa. Để ngày mốt đi. Trái này để ngày mốt cô ăn. Cái này 2,5 kg luôn nè. Cộng hết tất cả luôn hả? 2,5 kg là 5,5 kg, 5,5 kg dưới lại 5,6 kg là 11,1 kg, lấy 11 kg.
Có mua được không cô? Anh Thép nói giá là không cô? Dạ. Sầu riêng mình là giá là 100 ngàn một ký nha cả nhà. Đó. Trong đây còn trong đây còn cái muối lép nữa. Để như thử. Có những muối lép á là nó sẽ bị chai, còn có những muối lép á thì nó sẽ rất là ngon nha cả nhà. Tùy trái. Ừ. Nó vẫn ngọt nha. Một lép xẹt đi. Dạ. Cái này ăn một muối là chất lượng đó cô ạ. Để con lấy bị bỏ vô. Bình thường thì sao nó đâm đùi đá luôn á. Bình thường mình gói giấy báo, hồi trước mình bán thì mình sẽ gói giấy báo, nhưng mà ở đây mình không có giấy báo nữa. Lấy cái gì gói đó ta. Ôi hai mẹ con sao chở được như đây ta. Cái trái này đem về cho bé bánh mì, đậu đường. Bỏ riêng ra cho nó. Cái này mà, hôm nay ăn cũng được mà mai ăn cũng được. Cho nó ăn xong nó đi về bắt. Nếu mà cô khui ra nha, cô lấy điện thoại cô quay lại. Nếu mà muối nó cứ bị vấn đề gì á là báo con chặt, con đổ lại cho con. Là cái này là mình bán là bao ăn luôn cả nhà. Nên là không ngon thì khách mà nói không ngon thì mình sẽ đổ lại cái khác nha. Sầu riêng mình trồng hữu cơ thì nó lâu chín đó cả nhà. Ví dụ như cắt nó rụng cây rồi nhưng mà để 2-3 ngày ăn vẫn được, 4-5 ngày cũng vẫn được. Còn sầu riêng mà mình trồng theo phương pháp bình thường á là mình không ăn kịp là nó ấy nước liền. Nó mềm ra. Ở chỗ thì nó nhã nhã nhão. Dạ. Rồi. Đi tá ở chỗ đường chùa Long Hòa Thép nó chạy xuống. Ủa? Mình cũng chạy xuống chứ đó nó, ủa con đường này sao Thép chạy xe kia được. Bắt đầu lên lại hỏi. Ủa mà sao cô biết mà cô lên đây cô mua hay vậy? Thấy trên mạng hả? Thấy Thép đăng ở trên ấy á, trên Facebook hả? Ừ. hay vậy ta. Người hôm qua anh Thép đăng lên Facebook là hôm nay cô đã ghé ủng hộ mua giùm cho mấy trái sầu riêng rồi, mừng ghê luôn á. Đợt sau chắc là 10 ngày nữa là tụi mình sẽ hái thêm một ít nữa. Còn hôm nay thì chỉ còn bao nhiêu đây. Với lại bơ thì vẫn chưa chín. Bơ bút trái tròn á, nó lâu chín ghê á. Mình để 5 bữa rồi mà nó vẫn chưa có chín đâu cả nhà. Trái này muối đá nhà đông ăn được. Dạ. Cỡ 2-3 ngày nó chín không? Dạ. Cỡ 2-3 ngày nó chín nhiều. Em còn một muối nhiều cắt lại để cho bé quay phim một muối. Là một chữ mới. Dạ con cảm ơn cô. Có một hành cứng á, chiều hành nào cứng. Cũng gì như lại thép gì như thép hết á. Mình nữa cứ ba người á, cứ chiều cứ là xin điện thoại gọi ăn cái trước á. Dạ. Đây con xách ra xe cho. Đi thôi cả nhà. Xách ra. Có chừng nó tuột hả? Cô ở trên chỗ gần nhà Minh mà chạy xuống đây cũng xa chứ? Trên nhà Minh ở dưới Hiếu Thiện. Bữa sau mà sầu riêng con hái nhiều là con giao tận nơi luôn, gọt họ chạy xuống. Bữa nay có ít trái à? Ủa nhà cô bán gì mà cô mua giò sống nhiều vậy? Bán cơm hả? Ồ. Cái trái sầu riêng đây là lúc nãy nó nhỏ thôi mà nó bị chín nứt ra. Như cái khu ra cái cho các chị cô hồi nãy mua ăn thử và cô khen là ngon. Đây, cái muối của nó nè cả nhà. Uống nâu luôn. Ừ. Trời ơi. Rất là phê luôn nha. Cái này là chất lượng luôn. Trái này chắc tầm khoảng 2 kg à, nhỏ xíu à. Mà cái muối này được 3 muối to luôn. Với lại có một muối bị kiến cắn cho nên là Nhi bỏ rồi. Giờ đóng hộp lại bỏ tủ lạnh.
mấy đứa con của cọp nó đã biết đi rồi nè cả nhà. Ê nó bò lửng chửng rồi nè, biết biết sủa rồi nè, dữ ghê không, hung ghê không. Ở trong này là 10 con đúng không? Sao em này ốm teo vậy? Ở trong này 10 con, là cái con này là có một cô đã sinh rồi. Ủa hồi nãy Minh cũng Minh xí một con mà. Con nào ta? Con này bự nhất trong đàn luôn nè cả nhà. Sao ốc rộp vậy? Sáng giờ chú uống sữa hay sao bụng ốm nhòm vậy? Đây con đây nó hơi nhỏ nè. Bà đây cứ theo chân mình bú rồi. Bây giờ con cọp nó rất là giữ con cả nhà. Mặc dù mình ở trong nhà nhưng mà mình ẵm con nó đi là nó đi theo. Nhi sẽ thử cho cả nhà xem nha. Con cọp này đó, cả nhà con cọp kìa, nó đi theo mình, nó nhìn con nó kìa. Con cọp nó cứ đi theo, nó nhìn con nó kìa cả nhà. Ôi, nhảy lên thử con nè, trả con này, nó sẽ tha con nó về lại tổ nha. Phải con mày đâu bu, bây giờ là mấy em nó đã đi được lững chững rồi. Đi vô đây trả lại nè, không nhận nó giữ con ghê. Ở đây mình còn một ít sầu riêng nè, cũng có mấy cô hẹn chiều nay tới nhà lấy. Ê, con trắng nó bò kìa cả nhà, nó đứng lên vững rồi kìa. Bò lững chững rồi đó. Ui, cái bà này bà chạy luôn rồi nè. Cái bà này nè. Tới đây. Đây. Bà chồm tới, bà liếm tay. Rồi biết đi hết rồi đó. Nó đã biết ăn rồi nha cả nhà. Nhi chưa cho nó ăn cơm, chưa cho giá. Ý là mình chưa dám cho nó ăn cơm. Nhưng mà cháo thì nó ăn được rồi. Bữa Nhi nấu cháo cho tụi nó ăn hết rồi. Cả nhà coi cái con màu trắng này. Dễ thương không? Liếm. Nó ăn mạnh lắm đó nha. Chiều nay lại có một cô, một chị chứ. Dạ có sầu riêng với bơ. Chị ăn bơ không? Bơ ngon lắm chị. Rồi lấy bơ cho chị luôn em. Cái này 3,2 kg đi. 3,2 kg. Tính chị 3 kg cho nó chẳng. Dạ. Chị ăn liền nha. Này cái trái này. Cái này chị ra mua. Cái trái này ăn liền luôn á cả nhà. Lại khui. Em lấy bơ lên anh khui cho. Chín trên cây. Trái này nó chín trên cây. Chín trên cây. Thức ghê mà toàn là ở mình nó thì sợ thuốc cho nên không có mua ở chợ đâu, ít khi mua ở chợ ghê. Cũng có nhiều cô chú sợ thuốc với lại sợ lên mụn, nhưng mà sầu riêng nhà mình ăn từ bữa giờ lên mụn hả? Không có lên mụn nha cả nhà. Ăn nhiều quá nó đạm nhiều. Nó thanh nhẹ nhẹ. Đạm nhiều nó lên mụn. Cái này hôm qua chín xong rồi đem để em tủ lạnh nè. Sợ bán không kịp và ăn không hết. Tránh ra. Sao nó nặng dữ vậy? Anh tắt cái đó ra, đừng tắt cái đó ra. Tắt cái đó ra hết rồi. Cái dao thái đi. Dạ đúng rồi. Lấy cái dao, đừng hư muối anh nè. Lấy cái này trước. Hư muối xẻ cái này nè. À rồi ok. Cái bao tay em đâu? Bao tay đó. Anh ấy ông để máy cho. Rồi em ấy. Coi cái muối nè cả nhà, chất lượng ghê không? Một muối. Giống không? Một muối ấu nô luôn nha cả nhà. Thái là cái màu nó nhạt nha chị nha. Mà. Cái thằng ri xấu màu nó vàng, còn thằng Thái màu nó nhạt. Ủa nãy mình gặp loại gì nữa ta, cái sầu riêng nha. Musakin. Cái gì mà nó vàng hoặc luôn á. Vàng hoặc là cái ri xấu. Vàng không ngon. Ri xấu đó chị. Cũng tùy theo nữa chị. Ri xấu. Còn sầu riêng chó, cái gì là kêu cái gì chó này. Chó gì? Nhiều loại lắm chị. Theo như biết là có rất là nhiều loại. Sấu hủ nè, khổ qua, bí rợ, sầu riêng hạt, nhiều loại lắm. Chuồng bò nữa. Chuồng bò nữa. Sầu riêng chuồng bò là cái vị nó y như là ăn. Trái này được ba hộp bự không em? Dạ được chứ anh.
mấy cái hộp này bị lép. Vợ em một ngày khui 1 tấn cho anh Khương Dừa mà. Ủa thì có hả? Dạ. Một ngày khui 1 tấn. Mấy sao đi cho Khương Dừa không? Dạ đúng rồi. Em khui đâu có lại đâu. Mình khui có... Hôm nay cô lít Khương Dừa cho em. Bán cách đây hình như 2 năm trước. Bữa nay em còn bán không? Dạ hết rồi. Muối nó to to không chị hả? Chị bao giờ thấy cái muối mà nó bự như vậy thấy chưa? Chưa. Chưa. 5-6 kg mà chưa có muối bự vậy. Coi kìa, cận vô cho cả nhà xem à. Đấy, một muối là nó phải vậy đó. Trái đây hồi nãy có 3 kg thôi nha cả nhà. Trái đó có 3 kg thôi á. Còn một muối nữa. Dạ, một muối nữa. Nãy giờ em lấy cái hộp, lấy cái bị dây thun ở trên xe anh mới mua. Lúc nãy gì với anh Thép đi mua hộp với lại dây thun. Vô chợ Phú Quý mua á hả? Dạ. Dạ đúng rồi. Wow. Trời ơi. Hỏi. Rồi bỏ lên. Này cả nhà, chị mua của Thép là 3 kg sầu. Một trái 3 kg. Nhưng mà nó có 3 muối. Đưa chị vô cho em. Dạ. Bây giờ Thép sẽ cân thử nha cả nhà. Ví dụ như cân đó. Cân thử 3 kg sầu riêng nó sẽ bao nhiêu cái ruột nha. Một ký rưỡi nha. Vậy là nó bằng nó nửa luôn có thấy không? Bây giờ là Thép sẽ cần một trái bơ thử. Cái gì? Một trái bơ chín rạng. Lấy chị 3 trái. Một trái bơ mà chín rạng hả? Không hết á. Mình tưởng là cái trái bơ này nó trái nửa ký. Vậy là cái này 2 người ăn hết á? 2 người ăn không hết. Bằng cái mặt của bé Nhi luôn à. Một trái bơ chín lạng nha. Kẹt. Hồi giờ 28 nồi bánh tét rồi mà chưa thấy trái bơ nào bự như trái bơ này luôn trời. Đấy à, chị lấy mấy ký? Ba trái. Ba trái hả? Lấy 3 trái cho chị trái bơ đực ăn cho biết ăn. Bơ đực là bơ gì? Bơ đực không có hạt. Con lắm chị. 3 trái thôi hả chị hả? 3 trái thôi. 2,5 kg anh à. Rồi ok. Bây giờ em tặng cho chị bơ đực này là hiếm nha chị. Em tặng cho chị 3 trái nha. Không có hộp. Cảm ơn rất nha. Về hỏi bà con dòng họ có ai biết trái bơ này không? Hồi đó giờ lần đầu tiên thấy luôn nè. Trái bơ này, cái bơ đó nó ăn, nó đi với bơ này. Nó chung cây nhưng không, mà thằng này khác, là... Cây khác. À, cây khác hả? Cái này giống khác nữa anh à. Trên vườn mình 3 cây 3 giống. Có nghĩa là ha, cái đây cho cái đây là 1 cây ơi. Nhưng mà đây cá đây được. Ê, cái này cần chín rồi nè. Cái này mềm rồi. Mềm rồi. Chắc là mai ăn được á. Cái này mai ăn được á. Nhưng mà cái này nó tỷ lệ nó ra trên cây nó chỉ có, ví dụ như 100% nó chỉ ra được có 1% à. Lần đầu tiên thấy luôn á. Chỉ bơ nó ngon hơn không chỉ bơ cái nữa. Rồi, 2,5 kg. Còn sầu riêng 3 kg 3,2 kg nhưng mà em lấy 3 kg thôi. 3 trái mà 2,5 kg luôn hả? Khiếp, trái này chín lại một khiếp luôn. Này chắc tầm 4-5 ngày. Dạ, bơ này nó chín là nó vẫn không xanh, không có chuyển màu, nó vẫn màu xanh. Ừ. Còn bơ này nó chín nó chuyển màu nha chị nha. Nó chuyển màu như đó, màu này nè. Ừ. Tên gì? Bơ bút hả? Bơ bút. Chị bao giờ thấy trái này chưa? Không, mua thấy rồi, bơ hồi đó trên Đại Lệ đem về trái 1 kg mà dằm ra ăn hay chồng ăn hết không? À, trái 1 kg có thấy luôn hả? Vậy... Nó không nở. À. Hết bao nhiêu? Cái này 3 kg ha, 300, còn cái này 2,5 kg 100 là 400. Cái này 2,5 kg, còn cái này 3 kg nha cả nhà. Dạ, cảm ơn chị. Chồng nha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều nha. Cái gì bán được 2 đơn cả nhà. Dạ. Rớt cái điện thoại mà cũng hên, chưa bể màn hình. Mới thay. Mới thay hả? Mới thay được rồi. Trời ơi, cái màn hình hết máy cũ á. À, thay cái màn hình 2 triệu, đem về đường tuần lễ bà bé mới làm bể cái này thay 900 mấy nữa. Trời ơi. Anh em bán trên xe chị. Cái màn hình gì mà 2 triệu dữ cái trời. Bây giờ là hai vợ chồng Thép sẽ đóng một cái đơn hàng VIP cả nhà. Là cái đơn hàng này là một trái sầu riêng
với ây da. Rụng mấy rồi em? Rụng cả nhà, nó rụng đĩa rồi nha, nó rụng đĩa sẽ ba ngày nữa là nó sẽ chín nha. Và cái đơn hàng này sẽ đóng cho một vị khách VIP. Cái này gửi cho anh Phúc Mập Vlog. Phúc Mập Vlog. Cái anh Phúc mà người nước ngoài cả nhà. Mà trước anh thấy có quay một cái video chung. Ui. 7 ký 9 luôn anh ơi. Ờ, nè, cả nhà, hồi sáng á tiếp hồi sáng tiếp con nó 8 ký. Nè. Đó. Hồi tiếp hồi sáng tiếp con nó 8 ký, bây giờ nó rớt cái cuốn nó còn 7 ký 9 nè cả nhà. Bù né nè con. Để anh. Cái này chắc gửi vô Sài Gòn là chín liền, chín vừa ăn luôn quá. Wow. Sáng con là 8 ký. Trái này á là hình như to nhất trong vườn mình nha. 8 ký. Hồi bữa mình đón bị nhầm, mình đón là cỡ 9 ký. Nhưng mà thật sự ra nó có 8 ký. Gọi chai nhỉ? Đóng cái thùng em. Cái này mình gửi vô Sài Gòn ha. Ừ, gửi vô Sài Gòn. Hồi nãy có một anh mua 20 ký gửi ra Đà Nẵng nữa. Uầy. Khủng khiếp không cả nhà. Đấy. Ôi, em tưởng nó cái thùng không vừa mà ai ngờ đầy hết cái thùng luôn rồi. Vừa luôn cái thùng luôn. Mình lấy giấy mình lót thêm chứ hả? Chứ có để này nó châm á. Để như lấy giấy như lót thêm cho nó dày dày. Anh Phúc Mập rất là thích ăn sầu riêng nha cả nhà. Ủa vậy hả? Ảnh là người Pháp hay sao á. Đây người kênh, nước ngoài mà lại thích ăn sầu riêng. Kênh YouTube của ảnh này cả nhà. Sẵn đây quảng cáo kênh cho anh Phúc Mập luôn nha cả nhà. Xin chào các bạn. Phúc Mập đây. Là người đẹp trai nhất Sài Gòn nha cả nhà. À, Thép cũng đã có gọi là tham gia cũng với cùng với anh Phúc Mập cũng mấy cái video rồi đó, nhưng mà lâu cũng không gặp ảnh. Thì hôm nay Thép sẽ gửi một trái to nhất trong vườn cho anh Phúc Mập. Anh Phúc nói rất thích ăn sầu riêng và gia đình ảnh cũng rất là thích ăn. Bỏ vô thôi. Để em lót ở bên này cho nó êm chút. Cũng, hai cái bên đây lại cho em. Cũng có những cô chú ở ngoài tỉnh á, nhắn tin cho Thép là ship được không? Thì một lát nữa Thép sẽ ship một cái đơn hàng 20 ký ra Đà Nẵng nha. Nói chung những cái tỉnh xa mình ship được, ví dụ như ship xe á, cái này gửi thùng xe. Cái này Sài Gòn thì hy vọng là khoảng 3 đến 4 bữa nữa nó sẽ chín nha. Ship được nha cả nhà. Chỗ nào ship được thì mình cứ nhắn tin Facebook cho mình. Chỗ nào ship được thì mình ship, mình trả lời cho. Còn chỗ nào xa quá ship được thì mình sẽ trả lời cho cả nhà nha. Quảng cáo Facebook luôn em. Facebook của Thép là Phan Đình Huy nè. Có gì cô chú anh chị cần mua thì nhắn tin. Ừ, nhắn để tin lại Facebook tin nhắn nha. Còn gọi mình nhiều khi bận việc không có bắt máy được cả nhà. Bên dịch vụ giao hàng người ta vẫn nhận ship cái này. Nhưng mà Nhi sợ là thời gian vận chuyển bên giao hàng nó lâu quá. Sợ sầu riêng mình đóng trong thùng nó chín nhanh. Thì ai mà ở Ninh Thuận thì mình sẽ ship miễn phí nha. Dạ. Còn mà khách ở tỉnh thì họ sẽ trả tiền phí. Dạ. Phí ship nha cả nhà. Thì nó cũng không bao nhiêu tiền hết á. Dạ. Nếu mà tiền em à. Mình mua nhiều, ví dụ như mình mua một trái đi thì 50.000 tiền ship. Mà bây giờ mình gom hết cả gia đình mình mua 10 trái thì tiền ship nó khoảng 100 mấy 200, thì chia ra nó cũng không bao nhiêu một trái hết đó cả nhà. Chứ bây giờ mình ship xa mình ship 1-2 trái thì tiền ship nó hơi cao thiệt. Còn ở riêng về Ninh Thuận á, mà ai mà mua khoảng cỡ 20 ký hay 10 ký đồ á, mình chở bán tại tới nhà luôn. 10 ký mình chở nó lỗ tiền dầu cả nhà, 20 ký. Dầu bữa nay nó mắc. Đúng rồi, bữa nay xăng dầu. Rồi, ok. Dễ vỡ xin vui lòng nhẹ tay. Rồi đóng vô em. Để anh quay anh gửi cho anh Phúc. Tại vì nó kêu tẹt tẹt á. Cái này dạng ảnh là lấy về xong rồi ngửi nó có mùi thơm phui ra ăn luôn nha. Đây anh Phúc. Ôi, em đóng vô thùng rồi hả? Dạ đóng rồi. Chưa gửi video cho anh nữa chứ. Lấy cái dao tẹt tẹt lại cho anh xem cái. Cho anh. Cho anh thấy không? Rồi chịu khó cầm lại vậy. Rồi khỏi luôn em, để chứ.
Anh Phúc ơi, em gửi một trái nãy em cân là 8kg nha anh Phúc. 7.9kg. Một trái khủng to nhất trong vườn của Thép. Gửi cho anh Phúc nha. Đấy. Một muối nào muối nấy nó to bằng cái bàn tay của Thép luôn. Cái này một ngày ăn một muối. Mà 1, 2, 1, 2, 3, 4 nó được có 5 học vậy cả nhà, đều luôn. Rồi đóng thùng lại. Rồi gửi cho anh Phúc. Rồi đóng thùng lại em. Anh không dịnh sao em đóng nè. Dịnh khó đóng. Hồi sáng giờ là hồi sáng lúc sáng như quên. Đầu tiên là tụi Nhi bán được cho Minh nè. Xong rồi bán cho Huy xóm dừa một đơn nữa. Rồi đến chị hồi sáng. Rồi đến chị lúc nãy là tổng cộng là mình bán được 4 đơn. Giờ thêm đơn này nữa nha cả nhà. Còn đơn 20kg Đà Nẵng nữa. Bơ bút thì 40 ngàn một ký nha. Chiều nay mình, tối nay mình đem ra gửi luôn ha. Rồi sáng mai. Ừ, sáng mai mình gửi cho khá giao hàng bên giao hàng nhanh. Lỡ khách hàng mà hỏi sầu riêng ngon em trả lời sao em? Dạ mua ăn thử. Phải trả lời vậy cho anh nha. Cái tiêu chí bán hàng là phải trả lời vậy đó. Hồi nãy là chị đó Nhi đưa chị không ăn thử chứ. Hồi sáng là Nhi đưa chị khi ăn thử là chị ok liền. Xong rồi chị vừa mua về nha cả nhà. Xong rồi khui ra. Khen quá trời khen luôn, gửi video cho Nhi. Ai mà hỏi Thép, hỏi sầu riêng ngon Thép, Thép sẽ trả lời là ăn rồi sẽ biết. Dạ. Nếu mà biết nó ngon thì mua thêm, mà dở thì thôi. Dạ. Đấy. Chứ mình chẳng lẽ mình bán hàng mà ai chả nói ngon lắm ngon lắm, nhưng mà thật sự người ta về ăn nó lỡ nó dở ơi thì người ta sẽ chửi mình cả nhà. Bởi vì mình thực tế ăn rồi sẽ biết. Còn về nói về ngon hay không thì Thép không dám khẳng định, nhưng nói về tốt sức khỏe thì ok. Chất lượng tại mình làm cái cơ bản là mình là người làm vườn á, bởi vì cái sức khỏe mình đặt lên hàng đầu. Bởi vì khi mà khách nhau gửi làm ra một cái trái sầu riêng hóa chất á, mà đi bán cho khán giả rồi khán giả ăn thì hại sức khỏe mình là cái người đầu tiên, là mình là cái người xịt thuốc. Yeah. Bởi vì mình là cái người bị trước. Bởi vì thì Thép cũng muốn làm một cái gì đó mà nó gọi là nó xanh sạch để gửi đến những cái hàng này đến với bà con, tuy giá thành nó hơi, nói thẳng ra nó hơi mắc hơn những cái giá thị trường ở ngoài. Ví dụ như người ta bán Thái 70, mình bán 100 ngàn, nhưng mà bao ăn bao trả lại. Ví dụ như cái trái này gửi đi vô đó mà lỡ khách hàng gỡ ra nó cháy muối hoặc là nó thúi, gửi số tài khoản Thép trả lại nha, với một điều kiện là khi nhận hàng phải quay video lại nói, ừ đây sầu riêng của Cú Đấm Thép TV, hôm nay mình sẽ khui trái sầu riêng này, gỡ ra lỡ thúi Thép trả tiền lại, hoặc là khán giả muốn thì Thép sẽ gửi một trái khác nha. Đấy, đó là vì sao là cái giá nó cao hơn, bởi vì khán giả cũng đừng thắc mắc nha. Bây giờ dạ, để đây mình mai mình đóng hàng nha em nha. Dạ. Chắc là Nhi cũng xin phép kết thúc video ở đây luôn. Video quay cũng khá dài rồi. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết video này nha. Còn cái bức tranh thư pháp thì chắc là Nhi phải luyện tập rất là nhiều để Nhi mới có thể viết được cái chữ lên trên đó. Hy vọng là Nhi sẽ hoàn thành được bức tranh để tặng cho mẹ chồng Nhi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bye bye cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Mong rằng các cô chú yêu mến kênh của Nhi thì hãy truy cập vào Facebook cá nhân của Nhi, đó là Lê Nhi, và cái fanpage của Nhi đó là Lê Thị Nhi, để lại cho Nhi một cái theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye cả nhà.